Ngoài xe bây giờ sao? Hai cái thùng nặng lắm. Tắt cái đó đi, tắt cái đó đi. Trời, tóc giả có đẹp rồi kìa. Đây nè. Tắt cái đó đi. Rồi rồi rồi, bây giờ em phải nói với mấy người này có ai có cái xe đẩy gì để mới đẩy hai thùng vô được. Ok. Anh Tư cho hai cái thùng nhiều quá trời nặng lắm, chị Hằng chưa có khui gì hết á. Ok, anh. Sáng chị Hằng phải chở một người đi bệnh viện nữa đó. Rồi xong mới chạy qua đây nè. Em đánh mượn cái xe bự để đẩy phải không? Để đẩy. Dính hai cái thùng đồ lên. Hàng khớp hay cái gì cũng được. Trời ơi, cái bữa nay make up gì mà đẹp. Đẹp dữ vậy. Can you tell Maria give me the hand truck so I can pick up my stuff outside the car because there's the two box, the big box. So, I'll bring them the cart. Yeah. Yeah, you bring the cart. Yeah, can you please? Yeah, let me just turn off the light. That's my CNA. Yeah. Là người làm việc cho em. Chị khỏe không? Chị khỏe. Sao mà đẹp dữ vậy? Bình thường đẹp gì? Bình thường đâu, đẹp gái quá trời đó. Ai cho bộ tóc giả này anh đẹp? Cái này là y tá nó cho. Trời đó có đẹp rồi đó. Chị Hằng nói đem xuống mà quên, chị Hằng nhiều lắm. So many. Ơi, em dặn hôm qua hết rồi. We have two box, the big one. Yeah, this one they can do it. Okay, one by one, you can get one. Được không anh nhé? Cái này dưới để em được. Không, để từ trên trước rồi để chồng lên thử được không? Ha, đẩy vậy đó. Ok. Nóng quá trời luôn đi ạ. Nóng em có cái quạt kìa. Anh Tư quá trời, gửi hai thùng đồ gì mà bự dữ là trời là đất. Cảm ơn chị Hằng nhiều nha, pick up stuff for me. Cảm ơn anh Tư gửi kìa, Hằng đi lấy. Cảm ơn rồi, anh mới nói chuyện với em xong. Thôi vậy hả? Ừ. Gửi xe đồ hoàng xong rồi đó, chị đi lấy hôm qua thứ bảy chị mới bữa nay. Chị mới đi được. Dạ. Yeah. Chị lấy hôm qua thứ bảy phải không ta? Đúng rồi, hôm qua em có nghe anh Tư bảo. Nóng rồi. Dạ, em mở quạt cho chị nha. Mở cái em này nè, cái fan này nó mát lắm. Ở trong đây nóng quá hả? Đi đâu có mặc áo lạnh gì được thế nè. Ở đây mà đòi áo lạnh gì thế nào? No, bữa nay nó nóng chứ mấy bữa trước nó cũng lạnh lắm. Bằng đêm nó lạnh lắm. Bằng đêm nó lạnh. Lạnh mình ho nè mà ho. Em ho ra máu luôn á. Ho máu cổ luôn. Rồi bác sĩ. Hey, how are you? Good. Đấy. Lại cái này. Không đâu, được rồi. Không em mở cái này mát lắm. Không, cái áo lạnh chị mới lạnh, mới nóng. Giờ lấy áo lạnh ra ok rồi. Đó, lấy cái mình mới xài đó hả? Nè, mát không? Mát. Đó, mát gì vậy, mát đi. Wow, khỏe. Chị, bà con có bác không khỏe hết hả? Chị bỏ đồ đi có tí nào đấy ha. Ở bên kia mấy cái loại của em. Bên đây hả? Wow. Đó, rồi đó, bên đó của em. Có tủ. Chị để ở đó đó đâu sao đâu, để đó đi. Không sao. Đó. Trời ơi đẹp gái gì đó. Đẹp gái gì đó. Chị đẹp quá mà. Chị đẹp. Chị Hằng mới đẹp chứ em mà đẹp. Đâu có đẹp. Chị Hằng đâu có đẹp. Đẹp, chị Hằng đẹp quá. Chị là đẹp. Người ta cho em cái gương này. Rồi mấy ngày nay là nằm đang chờ đồ của anh Tư gửi lên đấy ha. Đúng rồi. Nôn quá trời đấy ha. Đúng rồi. Trời ơi, cái kiến mà có đèn luôn sướng vậy. Nó không đã vậy, múa đâu kiến đã vậy. Không phải múa, người ta cho bác sĩ cho. Vậy hả? Bác sĩ thương lắm mà. Vậy là chị Hằng cũng phải cần cái kiến giống thi nà, kiến mà có đèn luôn để make up. Phải không? Phải. Vậy nè, đứng này cũng được, để đứng lên bàn vậy nè. Ở đâu tôi coi rõ không? Rõ mà. Mua đây nè, đó cái tên của nó đây nè. Cái tên mà bằng xài bằng pin luôn, nó độ Amazon, chạc luôn, nó có độ Amazon đánh lên có độ chạc nè. Rồi mình chạc luôn. Rồi sáng nay ăn cái gì? Ăn gà. Ăn gà bánh mì. Bánh gà với bánh mì mà em không phải ăn bánh mì, ăn cơm trắng với gà thôi. Cơm trắng với gà. Nên là chờ đồ anh Tư nào là bánh chưng bánh tét vậy, anh Tư nó mua quá trời kìa. Trời ơi đã quá, cái chả giò rồi có. Anh Tư mua chả lụa. Chả lụa. Tùm lum hết á, cái nửa dọn gọn xong. Hai thùng nặng lắm, mà bự nữa. Vậy hả, bự lắm hả? Cái này chắc bà cho hết ở trong đây ăn luôn á. Vậy hả? Chắc bà đi chia kẻ cho bạn bè hay là mấy người Việt Nam á. Cho mấy người Việt Nam thôi. Mỹ á, mình cho nó ăn lỡ nó có chuyện gì mất công nó được. Đúng rồi, mình cho Việt Nam á. Việt Nam thôi, cho nên Việt Nam mình để cái nửa em cho. Rồi đó, vô ăn. Đó, có cái quạt mát không? Mát lắm. Mát lắm. Tự em trong này quen rồi, như chị ở ngoài. Tại nãy chị mặc áo lạnh bự quá. Còn em trong này nó mát lắm. Giờ chờ ông ra lắm đi, bên vô.
đẩy vô hai cái thùng trà đá. Mấy ông kêu bữa nay không tới chơi? Không, hôm nay là tại vì đưa cái ông kia đi bệnh viện. Ủa sao vậy ạ? Chị đưa ông kia đi bệnh viện tại vì ổng cũng mới cần sự giúp đỡ, đi nổi bị xe đạp tông và đi nổi đi gì không mà trời à. Tội gì không phải xe đạp tông mà chạy xe đạp nó tông vô trong gốc cột đèn à. Nè bể chắc bể ngực bể lá lách gì rồi chứ ôm bụng không à mà mới từ hả? Bữa giờ rồi em cũng có coi phim mà coi trên YouTube á người ta cũng nói cũng được nghe cũng bắt con có bác nói chuyện cũng vui chị có coi không coi comment á à, coi comment đúng rồi ai cũng thương Tina mà nó Tina giỏi và ngoan đẹp gái bây giờ sao mà bóng mà đẹp được rồi chị á ờ mặt chị bóng hả ờ bóng đẹp ờ bóng căng phải không ờ mới căng... đi căng chỉ no way mới đi căng chỉ vàng ờ, vậy hả đó căng hả người ta bây giờ người ta có dùng căng chỉ để cho mình chà, ờ, chống căng... chạy sệ chỉ, ta kéo chỉ người ta dùng chỉ và lòn nhau ta đẹp, kéo trẻ mà vậy hả ờ trẻ mà trẻ căng da ra hả căng đẹp lắm nhìn mặt chị đẹp lắm khác hơn bữa ẩm không khác hơn ờ vậy hả khác nhiều trẻ nữa trẻ măng nè vậy đó ừ trẻ đẹp trẻ đẹp nhưng mà Tina vẫn là trẻ đẹp thôi em chị. Bình thường thôi đó. Em bình thường cái mặt Tina mới cấp đẹp lắm em bình thường thôi mới cấp đẹp lắm bình thường và biết cách mới cấp nha đó vẽ môi rồi có đẹp chưa vẽ môi rồi có đẹp chưa thì cũng bình thường mà có gì không em tưởng tượng được giống bi quá à mặt chị đẹp quá ồ đẹp lắm mặt chị Hằng đẹp lắm quan đâu để quay mà Tina cứ khen cái mặt Hằng hoài Hằng nói đâu để quay đẹp chồng coi đẹp, đẹp không lắm. Mặt chị Hằng đẹp lắm chị đẹp Hằng. Cái gì đâu quá trời đẹp luôn Tina mới đẹp no em mà đẹp cái gì em là đẹp, đẹp. Rồi, chị mới đẹp Tina đẹp mà mình hãy tự tin lên mình đẹp ok mình tự tin mình đẹp thì mình vui đẹp gái kìa à, mới làm nè làm cái gương này ờ cái gì ừ, nó mới lấy trồng răng rồi nó tới nó ồ người ta làm kiến cho mình luôn ờ, sướng chưa rồi hôm bữa nó khám rồi để nó trồng răng cho luôn ừ, trồng răng sướng chưa ừ, trồng răng ở đây á mình trồng răng ở đây luôn ừ. Kệ đi làm đẹp rồi làm đẹp là được rồi giờ trồng răng khỏe răng hơn trồng răng lên nó đẹp lắm ai vậy cái bà đó Việt bà đó tầm Mỹ trắng mà bà nói tiếng Việt không à bà mới đi ngang qua đó ôi ừ, đẹp quá chị Hằng Hằng nhỏ này Hằng đẹp quá bà con cô bác ngoài đó cũng vui vẻ hơn hả vui vẻ ok vậy cũng mừng đó cho nên bữa nay là anh Tư gửi hai thùng đồ cho nên Hằng đem hai thùng đồ lên cho Tina để Tina ăn Tết hai thùng đồ quá trời quá đó bữa này chắc Tina chia cho bạn bè ở đây ăn luôn chứ thì đúng rồi à. Thì mình có sao mình chia để vô đây rồi từ từ mình chia cho bạn bè nhưng mà chả lụa để đây nó nóng quá sợ nó hư không thì chiều á là em kêu con kêu người ta bỏ vô tủ giùm bỏ vô rồi ăn tới đâu em nhờ người ta lấy ra hâm đúng rồi hâm mai cô quay bỏ vô trời ơi đẩy vô luôn đây 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 rồi đẩy vô danh để quay hai thùng đồ đó đẩy vô đó hai thùng đồ nè có khó xe không nha đó hai thùng đồ anh Tư gửi lên Hằng để y Hằng khui gì hết trơn á bây giờ khui luôn cho Tina thấy để Tina yeah. Vui có bây có giờ khui đi. Dục cái đất thùng nhỏ trước đi thùng để lắc thùng lấy ra trong đi nha rồi không bắt đầu để trên đó mình khui thùng đó có cây dao gì không chắc mượn hả có cây gì không ta cái đồ mà móc móc đeo bao tay vô đi khui anh danh cái thùng can I have the knife so I can open the yeah open the bỏ we don't have knives only like the one that's on your tray. Ah, this one. Yeah. Oh, okay, okay. I think this one, okay. Yeah, cái nĩa được rồi. Đó này, em mở này cho nó mát cho mà. Không, bây giờ mình mở cửa này hí hí ra. Ờ, mở đi, mở tan quát ra đi. Nóng lắm, em cũng nóng mà. Mở chút cho nó khóc thôi. Mở hết ra luôn đi. Thì mở ra để nó mát, cho nó mát vô đi. Rồi, bây giờ là... Ồ, phần... mở thùng khui thùng tập hợp cho tí nào đó cả nhà ơi dục đây nè dục đại ở đây đi thôi kéo vô đây để mình chở cửa rồi lại đi cho nó dễ nè rồi ở đây đó rồi tập hợp nha coi cho cái gì nha đó đồ ăn không thế hàng chi tôi nghe mùi mắm thế hàng chi chả lụa nữa chả lụa chả rồi mì to, quá mì trời chứ rồi chả lụa trời ơi oh my god cá mồi bây giờ đừng nói lấy ăn liền à ăn cái chả lụa đó nè ăn cái chả lụa không ờ là trời chả lụa đây nè chả lụa phở gà ngon phở đồ tô đồ thì được ờ, nó phở để dành tô được
cá hồi, cá mò, cá mọt gì? Nước tương. Cá hồi, cá mọt, hộp, cá mồi. Trời nè, cái này vậy nè. Đó, mở ra chả lụa cắt cái miếng. Cái chả gì vậy? Chả này, sao chả này cũng được chiên. Thôi chả quá. Nó lạnh quá ha, còn lạnh ôm. Còn lạnh. Lạnh. Đây chả lạnh nhưng mà đem vô đây nóng, phải để tủ lạnh như thế nè. Mì lấy cùng mì ra chứ. Rồi cái này là gì vậy? Nước mắm. Nước mắm. Ủa là trời hèn chứ có nước mắm nó có đổ hay gì? Chào. Chào. Rồi hộp không? Chết rồi, nước mắm không ăn nhiều nha, bữa kia còn á. Còn mặn. Lên nó khôn. Nó nha, ăn mặn nó lên máu chết, thành ra nước mắm không có được ăn nhiều nha thế nè. Dạ. Chứ không phải là lỡ cả đống nước mắm ăn là chết. Ồ, bánh tráng nữa kìa. Bánh tráng cuốn chứ thịt với cá. Đó, chào. Cá rồi, cá, cá mồi. Ừ, cá mồi đúng rồi, em cứ lấy cá mồi. Bả đòi ăn, anh Tư mua đó, anh Tư nói thôi tao anh Tư gọi đủ thứ luôn cho mẹ ăn tới chừng rồi, nào. Rồi, rồi, có lột khui nè. Trời ơi, hai bọc chả lẫn có quái một bọc nha. Chết rồi, cái này bánh chưng, bánh ú không nội không? Lỗ. Bánh ú. Tết mà. Ồ, đây nè, bánh tét, bánh chưng rồi, đây bánh, bánh tép, bánh ú nè. Chị ăn không? Lấy chị ăn. Không, chị không có ăn, không ai có bán. Bây giờ em nhờ người ta bỏ vô tủ lạnh. Nè, bánh chưng nè. Em nhờ người ta bỏ vô tủ lạnh. Không. Nhà có mấy anh đó có ăn không? Không, để dành cho em ăn. Ăn. Hoặc là em cho mấy người Việt ở đây. Đúng kêu rồi. Người ta để trong tủ. Rồi khi nào em muốn ăn lấy ra. Đúng rồi, em cho mấy anh, mấy chị đây nè. Có đúng người rồi. Việt Nam có đó người mà. Việt cho ăn. Mày mama để đây, để trong thùng. Để em để ăn đi. Sao bây giờ thùng rồi cứ để đây đi. Nhiều lắm cho đi nè. Cái gì nào nào thùng tính nha. Nè mấy này ăn liền được nè, để đi. Không, chị để em thùng đây. Tí nữa có con xe con. Nó sẽ làm cho em phải không? À, nó bỏ vô tủ nó sắp sắp. Khi nào nói là khi nào có con ở của khi nào đó là con đó nó làm sẵn. Ừ, đây nè. Thì mỗi người có người chăm sóc mà. Còn phở tô rồi nè, đó, cái này là mình để chỗ đây rồi cô. Bánh tráng ba con dừa. Nha, đủ thứ trong đây, cá hộp, cá mồi nhiều cá vô mồi, cái cam. Dạ. Spam rồi quá trời luôn nè. Ê con đó miếng không ăn chứ nha. Dạ đúng rồi. Ông ăn không? Ăn mà. Chị cho ông cái chả lụa hả? Nữa cái. Bánh 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 đú hả? Sao không biết ông có ăn cái chả lụa mình không? Ăn cho bạn luôn, ăn có biết ăn không? Ăn không? Cho ông cái đi. Cho ông cái đó. Hỏi ông biết ăn không? Dù anh ít xuống là bánh ăn chứ. Dù anh quá. Dù anh quá. Yeah, the meat. Có thật cái trọng của ông như thế này. Meat inside. Yeah, this and look like sweet. Sweet rice. Sweet rice. And green beans with the meat. Bean bao. Yeah. Mm. Yeah. Mà mình cho ông ăn là cũng phải để coi ông ăn nó rồi ông có chuyện gì bắt ông em chịu trách nhiệm. Đường cao. Ông ăn thôi, ông ăn thôi, để cho vậy thôi. Rồi bây giờ mình lấy thùng kia vô luôn. Cá mò. Cá quần áo. Ờ cái đó quần áo. Ủa, kia quần áo thôi khỏi đúng rồi vậy thùng này đồ ăn không nè. Ừ. Ha. Không lấy quần áo mà có cặp lô ở chỗ anh lấy cái lô ra giùm em á. Rồi lấy cái lô vô đi đây. Vô ra lấy cái lô. Còn quần áo này nếu mà mai mốt ớ đồ ăn này là nhớ hồi em kêu nó làm cho em vô tủ lạnh hết nha. Dạ. Lấy cái thùng ở đây không? Trời ơi. Quần áo, em xin anh Tư quần áo. Vậy sáng hôm qua nói mua cho. Mì nữa, nè, cặp lô nè. Ờ, mì còn tà la luôn. Trời ơi, đậm lo nè bà ơi. Do, mì, mì, nè, mì cay. Mì nè, thôi để trong đây. Ờ, mì, cà phê, mì nữa. Ờ, cà phê có sẵn luôn. Ờ, cà phê luôn, 3 trong 1. Cà phê luôn. 2 bao vậy. Tại anh Tư nó mua rồi, nghe chị không có sáng không có lấy cà phê. Cái này gì? Đồ ăn nữa. Cái này đồ ăn cà gì? Cà chiên gì á. Cà chiên luôn. Ở dưới cái cà chiên. Wow, trời, anh Tư. Ổng nói là thực phẩm mua, ổng nói là anh mua đủ thứ, anh cứ lượm lượm. À, đang căng rồi, đang căng rồi. Ồ, bánh bao, trời ơi, bánh nướng, bánh gì tè le, hồng ma trơn á. Trời ơi, trời chiên nè. Chả cá hay gì á. Chả cá. Chả đó để cho mấy chị Việt Nam ăn chơi. Chết rồi, chị nè ơi, đồ ăn nhiều quá. Hai bao cà phê ở đây. Đó, cho nên là mấy cái đồ ăn mà chị bỏ vô đây nha. Dạ. Rồi, quần áo ở đây. Quần áo. Còn số này có gì. Quần áo. Mình hai bao cà phê. Hello, hello, hello. Ông kia là của ông kia, có người phục vụ cho anh sướng chưa? Đó, ở đây á, nursing home ở đây có người phục vụ quần áo, người ta giặt sẵn, người ta đem vô tủ, người ta móc, rồi người ta dẫn đi tắm, rồi người ta lo cơm bưng ăn tới chỗ, rồi người ta lao thay tả, những người nằm tại chỗ thì thay tả lao từ phía hết. Ở đây là phục vụ từ A tới Z. Đúng rồi. Nursing home cho những người bệnh, những người già không có gia đình vô đây ở. Ở Mỹ sướng vậy đó, thấy không? Thấy không? Em mở cái lô này, không biết mở sao nè. Ok, từ đây chị mở cho. Ừ, cho mở ra nè. Đó, bây giờ đây là cái gì đây nè, cái anh Tư mua cái lo. Cái lo cho nó nghe nhạc. Mà ông nói cũng mắc cười lắm, ông anh của Tina nói chuyện cũng tiếu lâm lắm. Ông nói anh chỉ mua cái lo nhỏ nhỏ thôi. Anh mua cái bự sợ nó vỗ bể cái nhà ở trong đó.
đúng không? À, một cái bự lại con này nó mở nó sẽ dỗ. Mình ở đây không được á, thì mình không thích ở lại đẹp á. Ờ, đẹp có đèn pin luôn. Ờ, đó, rồi cầm dây đó, nè. Nhưng mà bỏ lại hộp đi. Cái này nó em chặt cái iPad được luôn nè. Đó, đúng rồi, cái này em chặt cái iPad của em được nè. Được coi cái iPad của em đâu nè, chết rồi đây nè. Em chặt. Cảm ơn trời sao, cảm ơn anh Tư, cảm ơn tất cả mọi người. Đó, bây giờ ngoan lắm. Biết cảm ơn trời Phật, biết cảm ơn người này người kia. Bây giờ ngoan lắm. Ồ, nó vừa với cái iPad vừa luôn. Vừa với cái iPad luôn. Ừ. Cắm vô chạc thôi. Trời quá trời, quần áo rồi bà ơi, ổng mua quần áo con gái. Nè, chị nội. Đồ con gái hả? Ổng mua đồ. Đồ có ảnh mà, phải không? Cái này đồ ổng hả? Nó, ổng mua cho em đó. Ừ, thì đó, ổng mua cho em nè. Thì bởi vì ổng mua cho em là kiểu đồ con gái. Ồ, yeah. Kim tiến, kim đồ tùm lum. Ồ, yeah. Đó. I like it. Đó. Trời ơi, đã quá đi, chết rồi. Trời ơi, thơm quá. Nó nói đồ cũ đó. Cái này đồ mới nè. Cái này đồ đàn bà nè. Là lấy đồ của vợ, ổng thượng gắn. Đúng rồi. Áo lạnh luôn. Áo lạnh đó, được con cái áo lạnh luôn. Em rất là thích. Rồi cái này mình vô cái YouTube để nhờ cái anh gì anh vô dùm. Giờ cái anh gì anh vô cái YouTube cho em nè. Anh không biết làm, để anh nói anh làm giùm. Anh gì quên là anh tên. Danh không biết gì đâu. Anh Danh đó hả? Anh Danh không biết làm gì đâu. Hồi mượn mấy cái nát đó bật lên. Rồi kết nối vô wifi Bluetooth on. Bluetooth của cái phone on chưa? Nó chi chi gì á, để em mở cái Bluetooth. Bluetooth của cái phone phải bấm on. Đúng rồi, em mở on cái YouTube vậy. Ừ, đúng rồi, on là kết nối vô thôi chứ không gì á. Cái gì khó chứ. Đó, Bluetooth vô rồi nè. Cảm ơn nhiều nha. Có cần chị hàng không? Sao nó thiếu gì vậy? Không biết gì. Biết chị hàng làm được không? Được. Ờ, okay. Tại cái phone của Tina chị xài quen iPhone. Chị không biết xài phone hiểu đó thôi. Anh Danh anh biết anh này. Anh Danh không biết đâu. Danh làm gì biết? À, vô cái Bluetooth thôi. Không biết. Vô biết. Cái phone ổng còn biết nhắn tin nữa nè, biểu không biết làm đó. À, đưa đây đi chị, đeo mất kiếm vô chị coi. Kêu á mình làm sao nó được connect vô cái này. Hey my friend. Rồi đưa đây chị làm cho. Đưa đây. Hello. Không, đưa cái phone đây. Yeah. Bật nó lên. Bật chưa on rồi nè. Đó nó on rồi. Can you help me connect the Bluetooth? Go on my phone. The speaker with the link. Uh-huh. How are you guys? Ah, okay. Thank you. Yeah. Look my shirt. Oh, that's nice. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Cute. I like it. Very cute. I love it. Chị đeo gương hả? Ừ. Cô vẫn đẹp, vẫn đẹp. Vẫn đẹp. Vẫn đẹp. Ủa cái bánh nè, thì nè chưa ăn. Quá trời nhiều rồi ăn. I have a lot of stuff. Tina, turn on your phone. Right here. I turn on YouTube. Đó. Bluetooth on. Dạ ăn thơ hết cây chả lụa chưa? Chưa hết rồi. Vậy hả? Ăn không nổi. Với ăn miếng chả cá nữa. Ăn không nổi. Tí nữa cho anh cái 2 chị Việt Nam, 3 chị Việt Nam. Ừ. Và 4 người Việt Nam. Ừ. 4 người Việt Nam. Có 4 người Việt Nam trong đây. Mì tôm. Ừ. Cho mì tôm. Cho cùm. Thôi cho mấy cái đồ ăn này đi. Đồ ăn liền đó. Điệu ha. Đẹp gái quá ha. Hả? Trời, đẹp gái quá ha. Em á hả? Ừ. Bình thường thôi. Đẹp như cơm chứa vậy đó. Đẹp bình thường thôi. Đẹp mà.
Kể đi, đẹp lắm, vui, đẹp mới vui. Bình thường. Thì có cái nôi viên cũng có cái nôi. Cái đó là đâu phải xỏ thì nào dán lên hả? Dạ, xỏ mà. Ờ, xỏ luôn hả? Vậy hả? Có cái lỗ sẵn rồi. They have only 20% battery. Oh, no battery. You need to charge it, but it's all connected now. Okay, rồi, nhưng mà cái battery nó yếu rồi. Còn 20%. Chặt đi. Để em thử xem. Nó có nét rồi, nhưng mà chặt cái battery lên đi. Cái Bluetooth cũng phải chặt battery nữa. Có cái đầu chặt á. Vô ừ. Ừ, có nát được cái đó. Ăn hè nó lớn. Chắc khoảng 20% vậy. Lớn vậy. Lớn hả? Chứ vậy lớn rồi. Nhỏ chút thôi. Nhỏ chút thôi để ổn. Oh, yeah, được. Okay. No problem. Care instructions for my gas. My gas flat trail. Oh yes. Nói được rồi đó, nhưng mà mở nhỏ chút. Wonderful. Ở trong đó có cái cục cho mình ha. Nó có, nó cầm dây nãy đó. Cầm dây thôi chứ nó không cho mình cái cục. Nó cho mình cái cục để gắm vô luôn á. Coi coi em gắm được chung với cục chạc của em không? Ở dưới đây nè, chị Hằng lụm lên giùm em coi. Ở đâu dưới đây nè. Nó màu đen á. Ừ, đó nó đó. Bây giờ mình chạc được cái này đi. Trước tiên mình chơi vô cái này trước đi. Chặt trước đi. Chặt đầy trước rồi trời. Cái này nó cũng. Ông này em cứ ngồi vậy nè, tội nghiệp quá ha. Ông này á. Ngồi vậy đó. Ngồi để mà kim hưởng. Ông vui lắm, ông rất là tốt lắm. Lâu lâu cũng hỏi em sao mày ở đây hoài vậy, mày đi à? Bây giờ tao đi đâu nữa? Ở đây tao đi đâu rồi? Ông đi tôi đi. Đó, chừng nào ông đi tôi đi, chứ tôi đi được đâu. Hỏi bịch sao mày không đi vậy, con này sao mày không chịu đi vậy, chừng nào đi được tao biết. Nó hoài vậy đó. Hỏi hoài vậy, lâu lâu hỏi mấy câu nó mình nghe nó cười. Đúng bệnh mà, cũng bệnh mà. Tốt người lắm. Lâu gì coi cái này nó bán được, cái này nó vô cái gì được. Biết làm không? Em biết chị Hằng, cảm ơn. Ok, biết làm cho nó có busy chút. Có này kia để gắn qua gắn lại cho nó có việc làm. À đúng rồi, cái ở nhà cũng buồn. Chứ ngồi không có gì làm chán. Buồn lắm. Buồn. Đây nè. Bây giờ nó kẹt nó vô. Chết rồi, nó làm nó vậy. Dĩ dạng nó là nó ở đây mà sẽ kỳ vậy. Nếm nhúng cái đó rồi. Em chết rồi nè. Cái này phải vô sao trời. Yeah. Yeah. Đó chặt rồi đó. Yeah, để bây giờ em mở tắt nó đi, chặt nó. Tắt đi, chặt nó mau vô lắm rồi. Ok. Ngon lành. Yeah. Cái giường nó xuống tí. Cái giường này mới đó, giường mới của em. Đổi giường mới rồi đó hả? Ừ, đổi giường mới. Cái giường kia nó xuống, nó lô lắm, nó không có cao như vậy. Giờ mình nói với bác sĩ mình muốn nó cao lên á. Thì bác sĩ đổi kia mang nó đổi cái giường mới cho em. Mới vô bữa qua bữa kia vô giường mới. Sướng không? Đòi cái gì là được nấy, sướng không? Thì mình cái chỗ này chính phủ nó mướn để cho mình ở mà. Thì chỗ này nó không có dám làm gì xúc phạm cho mình hết đó, mà làm theo ý mình thôi. Mình muốn gì đó thì nó làm cho mình đó. Thì mỗi ngày tới hỏi thăm, hỏi sức khỏe sao, ăn uống sao, ngủ sao. Thì mình cũng nói người này tốt, người kia tốt vậy đó. Mình nói người ta biết mình tốt, người ta tốt với mình vậy á. Nói cho cái người ta vô ta kiểm mình á. Là nói là cho dù nó không tốt với mình chút nào á, thì mình cũng phải nói tốt lên. Để người ta còn có việc làm của người ta, chứ mình nói bậy bạ, nó đủ việc làm người ta, tội nghiệp người ta. Cho nên á, là mấy người trong này á, ai cũng thích thế nào hết á. Nói cho ăn đồ phi, rồi ai cũng thích thế nào, không ai nhắc thế nào hết chứ. Ai cũng thích thế nào, bởi vì á, không có ồn ào. Tự nhiên bây giờ mình thay đổi rồi, mình không có muốn ồn ào. Anh nói chuyện với mình thì mình nói chuyện. Còn người Việt Nam á là vô cái chú kia cũng không biết nói tiếng Việt đâu. Rồi chú
chú đói bụng đó, là chú đòi sữa là thì người ta chú nói mà người ta không hiểu gì trơn á, là thì đi kiếm Tina nào tới thông dịch, bây giờ Tina nào bận rộn lắm, là một ngày đi thông dịch nhiều lắm, nhiều người ở trên này lắm, thông dịch tiếng Việt Nam đó, người ta biết mà mình biết, biết nói tiếng Việt thì mình đi thông dịch tiếng Việt, là người ta muốn gì đó, chú đó có kẹo mà bỏ trong tủ mà nói hoài, cái CNA nó không biết là chú muốn cái gì, nó chú là chú nói quá chú cũng bực, tự nhiên không lấy cho chú thì chú bực. Là chú muốn ăn đồ ăn Việt Nam thôi, là chú bực, là chú muốn ngồi dậy mà người ta không biết là chú muốn ngồi dậy hay không, thì người ta phải kêu Tina tới nói bảo chú đó hỏi muốn cái gì, mà sao cứ bấm đèn hoài rồi cứ la ung sùm lên, tự vì chú nói là chú không biết nói tiếng Anh, chú không có hiểu, là người ta cũng chạy ra chị vô hoài luôn, tí rồi bấm đèn, tí bấm đèn vô thì người ta nghe chứ chú không phải ở cùng cái station của Tina đâu, mà ở xa, thì người ta chạy tới kêu thôi để tao đẩy mày tới, mày thông dịch giùm tao chứ, cái này tao quá rồi, tao không chịu nổi, là mình phải đi tới nói một ngày đi 2-3 tiếng vậy đó, luôn đó trời, là thông dịch riêng luôn, 2 giờ mình ra là bắt đầu người ta đẩy mình đi, cứ vô cửa người ta muốn chú mặc quần áo vô, không muốn chú dơ giấy á, là biểu chú phải đi tắm thì cũng kêu mình tới nói bây giờ ta muốn chú đi tắm, bỏ chú lên ghế, chú không chịu thì mình cũng phải nói là người ta bắt buộc là phải chịu chứ, thì mình nói chú à ở đây tôi phải sạch sẽ, chứ không sạch sẽ là người ta không có quan tâm tới mình đâu, là phải cắt tóc giấy lỗ tai, tụi lỗ tai của chú có dơ, người ta làm sẵn hết là người ta có giấy lỗ tai cho chú, là tự người ta thấy khi người ta lau cái đầu cho chú, người ta thấy chú cái lỗ cái ear của chú nó dơ đi, so dơ đi, so filthy á, là nó dơ giấy quá đó, filthy là nó dơ giấy quá đó. Thì người ta nói là bây giờ người ta cần phải giấy lỗ tai, ngồi yên một chỗ để người ta giấy lỗ tai, cũng không biết nói là cứ giặt lắc cái đầu lại làm vậy, người ta bực bội, người ta làm mệt, có đâu phải một mình chú đâu, thì người ta phải làm cho cái patient khác nữa, chứ phải riêng một patient đâu, là người ta chạy tới chạy lui, thời gian đâu người ta đứng đó, người ta nghe ông nói được cái gì, còn có cô thì đập cái bụng, người ta đói bụng quá, người ta lấy cái đồ, cái bụng quá, ta tưởng đau bụng. Đập đau bụng thì người ta nói cái bà này bà khùng sao, Henry đói bụng mà cũng không biết nói luôn, không nói. Rồi dỡ cái áo lạnh lên, đập cái bụng, đập bình in vô bụng, ta tưởng đau bụng rồi, cái dĩa cơm của tao bị người ta lấy rồi, tự không ăn, người ta dẹp đi, người ta đâu để đồ dơ trong phòng, để lỡ cái chuyện ruồi muỗi nó bay vô, phải nó ảnh hưởng tới cái người bên cạnh, chứ không phải là riêng một mình cái cô đó, phải đừng đập bụng mà để vô cái miệng ăn gì thì tao cái này dỡ cái áo lạnh lên, đập bịch trong bụng, tao đói quá nhảy đông lên vậy. Rồi cũng kêu Tina nó gọi vô cái gọi trong cái phone mà ngay cái station nữa nè. Mà nhờ con Tina nó tới cái phần nó đẩy được thì nó đẩy cái xe cái wheelchair của nó tới thông dịch giùm. Tina thông dịch xong á. Là mình phải đi tới thông dịch cho người ta. Và vô phòng hỏi chị muốn cái gì vậy? Chị muốn gì thì chị nói nhỏ nhẹ với người ta để người ta nói tôi muốn ăn. Thì chị bây giờ chị em dạy chị câu nào, hungry, I want to eat, hungry, I want to eat. Đúng rồi. I want you service me, I want to eat, I want to eat, I'm hungry, right? Cũng không hiểu. Ngày không mai thì mỗi ngày em dạy bác vậy đó. Rồi xin quần, em cho 3-4 cái quần luôn, bữa nào bữa mấy tuần trước cho 2 cái quần rồi. Bây giờ tới có mấy cái quần người ta cho đó, bác sĩ nó cho mình quần áo, tự nó thích nó mới cho, nó không thích nó cho đâu, bác sĩ nó thích mình nó cho cái này cho kia vậy, còn nó không thích ai nó không cho, thì cho mấy cái quần đẹp lắm, mình nói thôi để cái này mặc, xong tha mình đẩy xe đi vòng vòng đó, mình mặc đó. Cái quần chị đái trong quần này em ơi. Can you let the nurse come and change? No, not yet. Do you want me to tell her? Yeah, but I have my family here, so. So what time do you want? That's okay, I go now. Later. About 30 minutes. 30 minutes? Yeah. Okay. But tell her like 20 minutes, she can show up, okay? Okay. So, yeah, con nói cho mi chen, ok? Ok, giờ chen tay vợ đó. Ok, nói chuyện chút đi, rồi chị đi để cho người ta làm với em đi, làm cho em đi. Rồi xong rồi á, là chị buồn lắm, rồi có anh nữa cũng vậy. Cái đói bụng là muốn ăn, em có mì mà em có còn mì, bởi vì nói nhiều cái chỗ nó xin hôm mà không có người Việt đó, thấy không? Nói mình hỏi, người ta cần cái ăn uống mà ta cũng không biết nói nữa, tội không có quần áo là em phải cho quần áo mà cho hoài, chị đái trong quần á, em biết không, tự mình lớn tuổi rồi mình phải đái trong quần, đái mấy giọt trong quần, mặt nó
cái ướt ướt chị khó chịu quá. Em có cái quần nào cũ thiệt là cũ mà em không thích, cũ thiệt là cũ luôn. Em không thích cho chị mà ai nữa, lòng nào cho mấy cái quần với người nhà nữa. Đâu chị ốm không, chị ba lớn để mà hút hàng sách vô bằng như cỡ như chị vậy đó. Ồ, vậy hả? Vậy mai món này hàng sách vô để đây xíu, hơi mặt tí xíu để đây cái thì nào đem cho bả nha. Ừ, trời ơi, chiều tối lúc nào cũng bò vô rồi cắm đầu vô á. Vậy hả? Khi nào ăn gì vậy, có ăn vậy là bữa nay có này bánh này cho ba ăn. Ừ, đúng rồi, thì chạy vô hỏi khi nào có ăn. I don't know, okay. Yeah, thank you. Là mình nói là em có đồ ăn. Ừ. Em có mì nè, có nước ngọt, chị mua nước ngọt em mua cho chị uống ha. Ừ. Thì bây giờ em đưa tiền hết, sợ chị em mua rồi, kéo chị không mua. À, thì em cho tiền. Cho tiền rồi phải cho tiền để dành. Ừ, em để xe tới. Ừ, để xe tới cho tiền. Cho 5 đồng, 10 đồng cho hoài. Tại em có tiền cho nên em cho. Thì có ít tiền đó, cô chị cho rồi đổi ra tiền lẻ ở đây nó đổi dùm ra. Thì mình cho 10 đồng. Mà bữa chị đưa tiền lẻ không mà, còn không? Ừ, còn mà còn ít lắm thì em cũng giờ muốn xin nữa hả? À, cho nữa ha. À, thì cảm ơn chị Hằng nha, thì em cũng giúp mấy người Việt Nam đây thôi. Giúp được cái gì giúp. Bảo lãnh cho bao nhiêu quên rồi? 200. Ờ, mỗi đợt là cho 200 ha. À, ok. Giúp Việt Nam dữ lắm. Cứ mỗi đợt ghé là cho 200. Rồi bây giờ nè, tiền lẻ không này khỏi đổi. Rồi đi 200 nữa nè. Thank you chị Hằng nha. Ok. Em để đây. Để này em bỏ vô. Để bây giờ mất ạ. Ừ, không bao nhiêu đâu, không bài đâu. Em để nó bài cái xe nó ở đây. Tội lắm, nhiều người tội lắm, xin có 30 mà em gái không cho. Là mình khóc với mình á, là dỗ dài bây giờ tới. Thì ông này phải ngủ ngồi nè, kêu nằm ngủ. Bớt tay cho em đi rồi em cho tiền. Ừ, là bà nói chứ không phải em nói nha. Là em muốn cho là em cho chứ không cần phải bóp cái gì của bà, em. Bà kêu là bà bóp chân cho em để em cho tiền bà, tội nghiệp quá hả? Bóp chân, chị làm gì chị không làm được. Nhưng mà bóp chân thì bóp tay thì chị giỏi lắm. Chị bớt cho em nói em không cần chị làm gì hết trơn á. Miễn chị đứng một chỗ cho em vui vẻ là được rồi. Là cho dạ chưa chị, chị ăn nào có, thôi. Chị nào có em thông báo. Dạ chị Nga, em đang ở bệnh viện. Chị cũng đồng ý là em cho. Ở bệnh viện. Chị cho quần, cho tiền, dạ, cho cái gì mình có gì mình cho nấy thôi. Xe chung với Việt Nam với nhau ở đây. Ở đây cũng gần 10 người Việt Nam luôn á. Ừ, là có cái anh kia anh cục cái chân, còn cái chân rưỡi à. Là anh đi về rồi. Cũng cho tiền ha, cho tiền. Cô, anh gọi mình bằng cô, xưng bằng cô không à. Cô Tina, tôi đói quá, cô cho tôi ăn mì được không? Cô Tina, tôi khát nước ngọt quá, cô cho tôi nước ngọt được không? Rồi em cũng nói nếu mà cái chị qua chị tới nói Tina coi phim ấy, vui quá ha, tự chị ước gì chị được cái phone. iPad đó phone. À, coi người nhà ở đâu? Người nhà ở đâu? Không có người nhà mà không có về Việt Nam được, mà ra đường cũng không được, em không biết tại sao. Người ta cứ cho vô lòng vòng ở đây thôi, không cho bà ra được. Là có cái cửa trước á, cái cửa mà chị vô á là nó kêu ti 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 ti. Thì cũng bắt em ra thông dịch, tôi bắt đồ ra, bắt cái dậm chân, dậm cẳng bắt đồ ra ngoài. Thần, bị tâm thần thì không. Là người ta không cho ra. Thì á cũng kêu em gọi cái speaker lên á, mày có con Tina Tran không? Mày kêu nó thông dịch được tiếng Việt Nam thì ra giúp. Thì mình cũng phải ra đó. Đối kia đối mình làm mình nói là mấy cái chuyện nó không có đúng đâu, nó vào đâu, nhưng mà người Việt Nam mình cần sự giúp đỡ là mình phải có ở đó giúp đỡ người ta. Là giống như là cái TV không có mở được thì xin tới xin nói em, thì buộc lòng em nghe em cũng buồn. Tội nghiệp có cái TV thôi mà mở lên không lên được thì em cũng phải đi nói lại cái chỗ cái station của chị là cái TV của chị hư cần người ta sửa. Cái gì cũng vậy, không có cơm ăn á, đúng giờ mà còn đói á. Là em nói chị muốn ăn thêm một dĩa cơm nữa thì em hỏi người ta ở dưới nhà bếp, từ không biết hỏi thì người ta đâu cho mình ăn được cái gì đâu. Mà người ta đem hoài cái món đó thì chị cũng không biết nói cái món đó chị đâu ấy. Mà muốn ăn cá thì bây giờ chị muốn nói cá phải không, chị muốn ăn cá thì em kêu nó làm cá cho chị. Rồi cảm ơn em nha, em giỏi quá. Bây giờ em dạy chị cách đó. I want dinner. Cũng nói được một chút đó rồi qua sao quên lắm, không bà bị tâm thần nhiều khi. Rồi mình phải đi vòng cho vòng nên là đi ra tới cửa mấy người bị kêu đó là mấy người đó bị tâm thần đó. Nó giúp em phải đi vòng giúp ba cái station á. Ok, đây có station 1. Bây giờ đó thì nè, kể chuyện đó giờ tới giờ chị Hằng phải đi. Ok, cảm ơn chị Hằng nhiều. Rồi bây giờ để cho y tá thay tả đây này. Okay. Thay kêu cho em nữa. Cảm ơn chị Hằng. Rồi bye bye nhớ em. Nhớ lần sau nhớ cho em cái đầu tóc giả. Rồi nhớ nhắc rồi mà chị quên. Hồi nãy tại chở cái ông kia đã đi bệnh viện luôn, thành ra lu bu không có nhớ. Bye. Chị phải chạy về nhà bên kia lấy. Ok, thank you chị Hằng. Rồi bye bye. Em. Bye bà con cô bác. Bye bà con cô bác. Có đồ ăn Tết, có tiền xài Tết rồi đó ha. Em có tiền xài Tết, có đồ ăn Tết, có tất cả. Có nhiều lắm, đầy đủ. Cảm ơn chị Hằng nha. Ok. Em rất là cảm ơn chị Hằng nhiều. Ok, không có gì. Chúc gia đình chị Hằng năm mới phát tài ha. Vạn sự như ý. Chúc bà con cô bác.
vạn sự như ý, năm mới được nhiều may mắn, ok, tiền vô như nước. Chúc em là luôn vui vẻ, sống ở đây vui vẻ. Rồi như vậy, cuộc sống như vậy là quá thần tiên rồi. Chúc anh Danh năm mới vui vẻ, ha. Mau kiếm bồ ha. Có bạn gái ha, gia đình hạnh phúc, ok. Ok, bye, nói chị Ly cho em cái lời hỏi chị Ly nha. Chúc chị Ly năm mới vui vẻ, sức khỏe dồi dào, Ly cũng gọi hàng khóc rồi, cứ hôm qua nhắn tin chó chết tìm lum á. Nhắn tin nói nếu mà bà có chuyện gì, chắc không biết gì á. Mà nói buồn quá muốn tự tử gì đùm lum không biết nữa. Kỳ vậy. À, có chuyện gì nhớ đem cho cốt em về Việt Nam giùm cho mẹ em gì tùm lum hết trơn. Vậy rồi chị sáng nay thằng mới gọi chị gọi nó chuyện hỏi chuyện gì. Bảo nói em buồn quá tự nhiên em cũng không biết sao. Ờ. À, bả okay, những người này mà sao? Ờ không biết sao. Còn Andy nó khỏe không chị? Ờ Andy khỏe mà. Andy á. Ở với chị Hương Quỳnh á rất là khỏe mà. Ờ vậy. Quá ở nhà chị Hương. Chúc Andy, chúc tất cả mọi người vui vẻ. Okay. Chúc bà con cô bác năm mới vạn sự như ý. Ok. Ok, em cảm ơn rồi. Bà con cô bác. Bye cảm em. Ơn bà con ok, cô bác. Bye. Mang cái sự ưu ái đến cho khi nào. Rồi, ok. Bye. 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 Dạ, thank you anh Danh nha. Bye.